Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục nghe Happy Giao Duyên ở Hội Bắc Lễ nhé. Các khán giả xinh đẹp xem rất là đông. Cặp đôi trai Bắc Giang gái Lạng Sơn nhé. Hai chú Bắc Giang rất là phong độ luôn. Hai chị Lạng Sơn xinh gái, má hồng. Họ là ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị đứng quay gần đây này xong rồi mới được. Mày cái mặt nó nghiêng lắm, mày phải đứng đấy gần chị đẹp như thế này mới được đấy. Đấy, 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 biết được. Máy để tối này lắm không nhìn thấy ấy. Đứng đối diện này là nhìn không thấy cái máy này rồi. Đúng không? Đó rồi đấy. Tiếng là mấy rồi. Yeah.
Thank you.
Đấy, anh là ở đâu đấy? Bye.
bác nhá. Bye bye các bác. Hát nhỉ? Các chị chia tay nhỉ? Nhanh đấy. Vâng, chân hơn tiếng rồi. Thế đi đi làm hội tí này hát nhá. Hát không hết nhưng mà đứng lên phải chiếm chiếc chết rồi. Đứng đắng lên này mà chỗ ngồi khi còn hát được nữa. Ô đã hết bài vậy các bác? Ừ, hết rồi. Tôi chưa có hát. Đừng cái này hát chưa hết bài luôn đó. Hết khi nào được bài? Cái này đi, anh cái này còn tiên sinh ta tắt tiên sinh đi, tắt tiên sinh đi. Lê ký ông ấy ạ.